Rồi, các anh chị mà nhìn thấy slide thì chúng ta cho một cánh tay để Tuấn biết là các anh chị đã nhìn rõ cái slide được không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần trình bày này để giúp cho các anh chị có thể hiểu rõ được cái cơ hội kinh doanh Crowd One. Thì ở trên màn hình của các anh chị đó là cái chữ Crowd One, là Crowd 1. Thì đây là một cái công ty, một cái tập đoàn của châu Âu và do một cái doanh nhân thành đạt sáng lập ra. Thì tên là Crowd One, Crowd có nghĩa là đám đông ở trong tiếng Anh. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tập hợp được đám đông, tập hợp được một cái chợ, tập hợp được một cái thị trường, thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều chuyện trong đó. Thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các cái phần tiếp theo sau đây. Đầu tiên đó là chúng ta đặt ra câu hỏi, vậy thì công ty Crowd One này kinh doanh ở thị trường nào? Thì đó chính là ngành giải trí. Thì chúng ta biết là ngành giải trí, đặc biệt là giải trí online đó các chị, thì rất là phát triển trong những năm gần đây. Nó phát triển ở mức độ như thế nào chúng ta sẽ nhìn vào các con số, bởi vì những con số thì không biết nói dối. Thị trường cờ bạc online thì dự kiến sẽ phát triển lên một cái mức đó là 565,4 tỷ đô la vào năm 2020. Thì chúng ta biết rằng cờ bạc online vốn dĩ là một cái ngành kinh doanh rất là phát đạt. Và khi mà chúng ta thấy cái thị trường này phát triển đó, thì công ty Crowd One này đã cung cấp cái dịch vụ môi giới để mà có thể tiếp thị vào những cái đám đông khổng lồ trong cái ngành này. Thì công ty Crowd One không cung cấp các cái sản phẩm liên quan cờ bạc, nhưng mà lại sở hữu một cái đám đông, đó chính là những người mà cùng với Crowd One xây dựng lên một cái hệ thống tiếp thị liên kết toàn cầu, ở trong đó có hàng triệu thành viên khác nhau. Thì cho tới thời điểm hiện tại, Crowd One đã có 6 triệu thành viên ở trên toàn cầu. Và đây là một trong những cái tốc độ phát triển nhanh nhất ở trong tất cả các công ty khởi nghiệp từ trước đến giờ ở trong cái ngành này. Và khi mà bước vào trong cái thị trường cờ bạc, thì chúng ta thấy rằng với cái doanh số lên tới 565,4 tỷ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tiềm năng để mà chúng ta mang lại lợi nhuận cao. Cái thị trường thứ hai đó là thị trường game di động. Game di động có nghĩa là game online đó các chị, đó là những cái trò chơi điện tử ở trên smartphone. Chúng ta thấy là bây giờ là người người có smartphone, nhà nhà đều có smartphone. Và những người này thì người ta trong thời gian rảnh rỗi, người ta sẽ lấy điện thoại ra để người ta tải một cái game online về người ta chơi. Như vậy thì trong năm 2019 thì cái thị trường này có 151,9 tỷ đô la. Và dự kiến năm nay là năm 2020 thì con số này sẽ đạt là 165,9 tỷ. Tuy nhiên thì vừa rồi có một cái đại dịch ở trên toàn cầu tên là đại dịch Covid. Thì cái đại dịch này nó đã làm cho thế giới thay đổi cách tiếp cận. Rất là nhiều cái chuyến bay là bị ngưng lại, không có bay nữa. Rồi rất là nhiều người dân, các doanh nghiệp thì được khuyến cáo là phải dừng hoạt động, phải giãn cách xã hội hoặc là cách ly tại nhà. Mà người ta vẫn giữ cái điện thoại smartphone thì người ta vẫn có thể online được. Cho nên là năm nay thì cái thị trường game di động sẽ tăng trưởng nhiều hơn con số 165,9 tỷ đô la. Như vậy thì khi mà công ty này kinh doanh ở lĩnh vực đó, nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái đám đông để chúng ta môi giới, tiếp thị, liên kết, dùng cộng đồng đó để chúng ta có thể kinh doanh. Thì chúng ta có thể kiếm tiền từ ngay cái điện thoại di động của mình. Như vậy, Crowd One được xây dựng trên nền tảng là một cái ứng dụng ở trên điện thoại di động, và chúng ta cũng có thể truy cập ở trên nền tảng website. Và khi mà chúng ta có được nguyên một cái ứng dụng như vậy thì chúng ta có thể thao tác ở trên đó để chúng ta gửi đường link đến các đối tác khác. Thì chúng ta biết rằng khi mà cái thế giới Internet này nó kết nối tất cả mọi người với nhau, thì ai ở đây chúng ta cũng có cơ hội để sở hữu một cái tài khoản Facebook, để sở hữu một tài khoản YouTube, sở hữu một cái Gmail, sở hữu một cái số Zalo. Tuy nhiên, những cái nền tảng này không cho phép chúng ta làm tiếp thị liên kết, bởi vì họ không trả thưởng cho những người phát triển cộng đồng. Ví dụ bây giờ Facebook là có khoảng 2,5 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì không có người dùng là được trả phí hết. Chúng ta dùng miễn phí nhưng chúng ta phải cung cấp thông tin cho Facebook. Thì công ty Facebook sẽ làm cho cái thế giới này bán được nhiều hàng hơn bằng cách là cho
các cái nhà bán hàng chạy quảng cáo ở trên nền tảng Facebook. Như vậy thì Facebook sẽ thu lại cái tiền bán dữ liệu của những người dùng cộng thêm với cái quảng cáo ở trên đó. Thì như vậy một năm Facebook thu về khoảng hơn 100 tỷ đô la, và công ty Facebook đang có giá trị vốn hóa ở trên thị trường chứng khoán khoảng chừng 1.000 tỷ đô la. Thì đây là các con số thực tế được thể hiện ở trên sàn chứng khoán. Và vì vậy nếu mà chúng ta có được cái nền tảng Facebook mà chúng ta là một cổ đông ở trong đó, chúng ta là một cái người mà góp vốn vào trong đó, thì chúng ta sẽ được chia lợi tức rất là nhiều. Tuy nhiên Facebook không làm chuyện đó, và chúng ta gửi đường link đăng ký Facebook đến người thân bạn bè mình thì Facebook không trả tiền cho mình. Tuy nhiên ở cái cơ hội kinh doanh CrowdOne thì khi chúng ta dùng cái đường link giới thiệu của mình gửi đến các bạn bè chúng ta trên toàn cầu chứ không chỉ có ở Việt Nam, thì khi một người nào đó đăng ký vào trong cái nền tảng này và đồng thời họ cũng giới thiệu đến những người khác, thì sẽ tạo ra một cái đám đông rất là lớn giống như Facebook. Và lúc này khi mà đám đông này phát triển lên đến hàng triệu người, thì công ty CrowdOne sẽ dùng những cái dữ liệu này để giúp cho những cái người bán hàng ở trong cái ngành giải trí như hồi nãy Tuấn đã trình bày, họ bán được hàng ở trong đây. Đồng thời những cái người này sẽ gửi cái đường link của các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà các công ty môi giới hợp tác cùng với CrowdOne ở trên toàn cầu, giúp cho những cái thương hiệu này bán được hàng, từ đó thu lại cái lợi nhuận cho công ty CrowdOne. Và cái người sáng lập ra công ty CrowdOne đã cam kết là chia lại cho toàn bộ cộng đồng, những người phát triển hệ thống và những người nắm giữ cái quyền chủ sở hữu của CrowdOne là tổng cộng 80% cái lợi nhuận đến từ việc kinh doanh. Và vì vậy cho nên là khi mà chúng ta sở hữu một cái tài khoản CrowdOne, nghĩa là chúng ta đã có cơ hội kiếm tiền trực tiếp bằng chỉ bằng cái điện thoại di động thôi. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là cái việc chúng ta có được cơ hội kinh doanh từ thiết bị di động 100% này như thế nào. Thì chúng ta biết là cái mùa dịch vừa qua đó thì rất là nhiều cái công ty bị đóng cửa, rất là nhiều cái hoạt động offline, cái hoạt động gặp gỡ các cái ngành như là ngành du lịch, ngành khách sạn, ngành hàng không, rồi những cái chuỗi bán lẻ đều phải đóng cửa hàng loạt hết, trong khi thế giới internet vẫn hoạt động bình thường. Như vậy nếu chúng ta có một cái công việc, chúng ta có một cái cơ hội kinh doanh mà dựa hoàn toàn trên nền tảng internet, ví dụ như là Tuấn đang nói Zoom với các anh chị, nghĩa là Tuấn đang tương tác với anh chị từ một khoảng cách rất là xa. Có thể ở trong cái Zoom này có các anh chị từ bên Mỹ, từ bên Úc, từ bên Canada, từ bên Pháp, từ bên Đức, là người Việt cũng đang nghe cái Zoom này. Thì người ta sẽ đăng ký cái link mà nhờ cái người giới thiệu của họ khi mà họ bước vào trong cái Zoom này. Và khi họ đăng ký như vậy thì họ có cơ hội kiếm tiền ở trên thiết bị điện thoại di động của mình. Như vậy thì trong khi các công ty khác là không có phát triển hoặc là bị đóng cửa, thì công ty CrowdOne đã tăng cái số lượng thành viên của mình trên toàn cầu từ khoảng 1,5 triệu lên tới 6 triệu người trong vòng chỉ có 4 tháng trong mùa dịch vừa rồi thôi. Và cùng với đó, đó là tốc độ tăng trưởng của doanh số cũng như là những cái sự kiện online toàn cầu của CrowdOne đã thu hút hàng triệu người theo dõi. Trong mùa dịch vừa rồi thì công ty CrowdOne cũng đã tổ chức thành công 2 sự kiện online kinh doanh toàn cầu, đồng thời là phát hành một cái tạp chí tên là CrowdOne Magazine, là tạp chí CrowdOne. Và cái tạp chí này đó thì phát hành được 2 số rồi, và nó cũng hoàn toàn là online luôn. Thì công ty cũng sẽ in ra một số lượng bản giấy để tặng cho tất cả chúng ta, nhưng công ty đã phát hành ra cái lượng online hàng triệu bản ở trên toàn cầu. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử ai là người sáng lập ra cái công ty này. Thì công ty mẹ của CrowdOne tên là Impact Crowd Technology. Đây là một công ty có trụ sở ở Tây Ban Nha, và cái người sáng lập là ông Johan Steel von Holstein. Đây là cái ông mà có cái lịch sử về khởi nghiệp cũng như là đầu tư kinh doanh ở trên toàn cầu rất là có tiếng, đặc biệt là trong giới doanh nhân châu Âu. Thì ông này ông đã lập ra vài cái công ty khởi nghiệp, và ông ta đã đưa cái cổ phiếu các công ty này lên các cái sàn chứng khoán hàng đầu thế giới và mang lại cái doanh số hàng tỷ đô la. Những công ty này bản thân nó cũng phát triển trở thành những cái nền tảng kinh doanh online rất là nổi tiếng. Thì chúng ta có thể tìm cái tên của ông này ở trên
Wikipedia là cái nền tảng từ điển mở thì chúng ta sẽ thấy được. Rồi chúng ta lên cái mạng xã hội việc làm LinkedIn, đây là mạng xã hội kết nối tuyển dụng doanh nhân toàn cầu, thì chúng ta sẽ thấy được cái tên của ông này ở trên đó. Đồng thời thì ông này ổng cũng tuyên bố đó là ông đã tạo ra 3 công ty đưa lên sàn trị giá hàng tỷ đô rồi, thì ông ta sẽ tiếp tục với cái công ty Crown One này, và chắc chắn ông ta sẽ đưa cái công ty này lên sàn giao dịch chứng khoán. Và đây chính là cái dự án cuối cùng của ông Johan. Đồng thời nó sẽ mang lại một cái cơ hội xóa đói giảm nghèo ở trên toàn cầu. Thì ông ta đã mang cái cơ hội này đến đầu tiên đó là ở châu Phi, làm cho hàng trăm ngàn người ở châu Phi có cái tài khoản Crown One này. Và bây giờ tất cả những người đến sau là những người mà được giới thiệu bởi hệ thống Crown One toàn cầu, thì đã phát triển từ cái nôi đó là Crown One ở tại các cái quốc gia liên quan đến châu Phi. Và vì vậy những anh chị mà đã phát triển ở châu Phi ở trong mô hình Crown One này thì họ đã có thu nhập rất là tốt, thu nhập rất là cao, mang lại cho họ một cái cuộc sống nó xứng đáng hơn, nó tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Vì vậy cho nên ông Johan ông mới gọi đây chính là cái cơ hội làm từ thiện lớn nhất cuộc đời của ông. Và ông đưa ra cái chương trình này giúp cho rất là nhiều người đang ở ngưỡng nghèo, đói, thì có thể làm lại cuộc đời của mình tốt đẹp hơn. Và cái văn phòng chính của công ty Crown thì đặt tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, và có các cái văn phòng khu vực ở trên toàn cầu, các anh chị có thể nhìn thấy ở trên slide. Và khi mà chúng ta bắt đầu tham dự vào trong Crown One thì Crown One cũng đã tạo ra các cái gói giáo dục. Mỗi một tuần thì chúng ta được truy cập vào cái nền tảng để chúng ta học các cái kỹ năng, các cái tư duy, các cái chiến lược về kinh doanh, về đầu tư bất động sản, về làm kinh doanh hệ thống, về cái cách chúng ta làm marketing, về cách chúng ta thuyết trình, về cách chúng ta bán hàng, về cách chúng ta xây dựng đội nhóm. Thì những cái bài giảng này được viết lại, được quay lại thành các video clip và nó đưa lên trên nền tảng của Crown One, giúp cho chúng ta có thể phát triển bản thân, tăng các cái kỹ năng về kinh doanh, về marketing, về thuyết trình, về làm việc đội nhóm. Thì khi mà chúng ta tham dự vào trong Crown One thì chúng ta sẽ mua các cái gói giáo dục này. Thì hiện tại là công ty Crown One có 4 cái gói cơ bản. Thứ nhất đó là gói 99 euro, thứ hai là gói 299 euro, thứ ba là gói 799 euro và cuối cùng là gói 2499 euro. Thì ngay trong cái đợt này công ty đang có một cái khuyến mãi rất là đặc biệt, là nếu các anh chị mua một cái gói giáo dục là 99 euro thì chúng ta sẽ được công ty tự động nâng cấp chúng ta lên cái gói 299 euro. Và nếu chúng ta mà nâng cấp từ 299 euro lên 799 euro thì công ty sẽ tự động nâng cấp chúng ta lên gói 2499 euro. Như vậy bình thường để chúng ta có được cái gói Titanium thì chúng ta phải bỏ ra là 2499 euro. Thì lúc này chúng ta chỉ cần bỏ ra là 599 euro thôi thì chúng ta đã sở hữu cái gói giáo dục Titanium trị giá 2499 euro. Và khi chúng ta sở hữu gói giáo dục này thì đồng thời công ty cung cấp cho chúng ta thêm hai quyền lợi rất đặc biệt. Quyền lợi thứ nhất là chúng ta được sở hữu cái quyền chủ sở hữu của cái công ty Crown One này. Thì tùy theo mức độ đó thì chúng ta sẽ được quyền chủ sở hữu. Như vậy thì khi mà chúng ta có được cái gói giáo dục này, nghĩa là đồng thời chúng ta cũng là cái người mà cùng tham gia xây dựng hệ thống công ty Crown One từ những ngày đầu tiên, thì công ty mới cấp cho chúng ta một cái tài khoản chủ sở hữu, nó gọi là Crown One Reward. Nó giúp cho chúng ta thể hiện, xác nhận được là chúng ta đang sở hữu cái quyền chủ sở hữu của công ty này. Và như vậy đó, là đây là quyền rất đặc biệt, bởi vì trước đây nếu mà trong giai đoạn khởi nghiệp mà công ty Facebook cũng bán cho các anh chị cái lượng cổ phiếu như vậy, và bây giờ thì giá của nó tăng lên gấp cả ngàn lần, thì chúng ta đều trở thành triệu phú. Nhưng lúc đó công ty Facebook đã không làm như vậy. Nhưng bây giờ công ty Crown One làm như mô hình của Facebook, nhưng công ty còn cho chúng ta cái quyền là được sở hữu cái quyền chủ sở hữu của cái công ty này. Mà vì vậy sau này khi mà công ty đã lên sàn thì chúng ta có thể chuyển đổi cái cổ phiếu này thành giá trị bằng tiền mặt, bằng cách là chúng ta bán cái cổ phiếu đó khi mà công ty lên sàn.
Rồi cái quyền lợi thứ hai cũng rất là đặc biệt, đó là công ty sẽ cho phép chúng ta trở thành một cái người xây dựng hệ thống cùng với công ty, phát triển cái mô hình này theo dạng tiếp thị liên kết affiliate. Và khi mà chúng ta được cái quyền đó thì chúng ta bắt đầu có hoa hồng, bắt đầu có thu nhập từ công ty. Thì lát nữa đây Tuấn sẽ trình bày cho các anh chị 5 cái nguồn thu nhập chính mà công ty CrowdOne mang lại. Bây giờ chúng ta xem thử coi là cái phương thức thanh toán của chúng ta khi chúng ta mua gói giáo dục là cái gì. Thì chúng ta có thể dùng thẻ Visa, chúng ta có thể chuyển khoản ngân hàng, chúng ta có thể dùng Bitcoin hoặc là Ethereum, có nghĩa là những cái đồng tiền mã hóa để chúng ta mua gói giáo dục. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái gift code, có nghĩa là một cái phần thưởng, một cái code, một cái mã số đó có thể nạp vào để chúng ta mua cái gói giáo dục đó, mà chúng ta liên hệ với những người mà giới thiệu chúng ta vào đây để chúng ta có được cái mã số đó. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta đã vào gói giáo dục thì tự động ở trong tài khoản của chúng ta, công ty sẽ cấp cho chúng ta một cái quyền chủ sở hữu. Và cái quyền chủ sở hữu này nó xác lập một số cái điểm như sau. Thứ nhất, khi mà chúng ta có được quyền chủ sở hữu thì 3 tháng một lần công ty sẽ chia cái phần thưởng cho chúng ta. Phần thưởng này đến từ cái lợi nhuận mà do các cái hoạt động kinh doanh của công ty trong việc môi giới tiếp thị đám đông đến các cái nền tảng khác nhau, từ những sản phẩm như là video giải trí, như là game online, thế giới của cá cược online, của vé số online vân vân. Thì những cái nguồn thu nhập đó công ty sẽ trích ra 80% để trả cho hệ thống, trong đó 40% là trả cho quyền sở hữu của chúng ta, và 40% còn lại là sẽ trả cho những cái người mà phát triển xây dựng hệ thống cùng với CrowdOne trong cái giai đoạn này. Và công ty hiện tại có một số cái sản phẩm và một số cái công ty con. Những cái công ty này chính là cái nơi mà kết nối giữa người khách hàng và cái đám đông rất là lớn của CrowdOne. Như vậy chúng ta thấy rằng công ty Facebook đó cũng không kinh doanh gì cả, mà sẽ dùng cái công ty quảng cáo Facebook là công ty con của Facebook. Nó sẽ dùng các cái dữ liệu, các cái thông tin của người dùng đã đăng ký trên Facebook để làm dữ liệu cho các công ty nào muốn tiếp cận thị trường khổng lồ vài tỷ khách hàng, thì họ sẽ được chạy quảng cáo trên đó, và từ đó công ty con nó sẽ thu tiền về. Thì công ty Avigo này cũng là một công ty con của công ty CrowdOne. Và đây chính là một cái mạng liên kết khổng lồ, tức là những cái người mà tiếp thị liên kết đám đông affiliate. Đây chính là cái thế hệ tiếp theo. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà công ty Avigo này triển khai thì ngay lập tức đã có được rất là nhiều cái người, những cái doanh nghiệp mà sản xuất ra những cái chương trình như là game cờ bạc, rồi là các cái thế giới về giải trí online, người ta kết nối với người dùng và lúc đó trả tiền cho Avigo, và Avigo chuyển cái lợi nhuận đó lên cho công ty CrowdOne để chia lại cho những người phát triển hệ thống và những người sở hữu cổ phiếu của công ty. Rồi sắp tới đây thì công ty sẽ ra một cái chương trình, đó là Epic One Lotto. Thì đây chính là cái sổ số giống như là ở Việt Nam là có Vietlott này các anh chị. Thì đây là cái chương trình sổ số trên toàn cầu đó. Thì sắp tới đây chúng ta sẽ biết cái chương trình này như thế nào. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là cách mà công ty CrowdOne này kiếm tiền như thế nào. Thì công ty này không có kiếm tiền từ cái việc là lấy cái số tiền của người sau trả cho người trước các anh chị, mà công ty sẽ dùng cái đòn bẩy của đám đông bao gồm hàng triệu thành viên đã được xác nhận cái thành viên nhờ cái việc chúng ta mua cái gói giáo dục của công ty. Thì từ đây công ty sẽ giúp cho những cái người mà người ta có cái dịch vụ hồi nãy Tuấn đã nói ở trong ngành giải trí đó, người ta tiếp cận được với hàng triệu thành viên này. Như vậy thì chúng ta giả sử như là cái hệ thống chúng ta bây giờ đang có 6 triệu thành viên, mà mỗi một người như vậy đó, người ta sẽ vào những cái trang web đánh bạc hoặc là vào các cái thị trường như là game online hay là giải trí hay là vào để mua vé số, mà trung bình là mua 50 euro một tháng thì sao? Thì chúng ta sẽ có là 6 triệu nhân 50 đô la thì nó ra tầm khoảng là 300 triệu euro một tháng các chị, rất là lớn. Và như vậy đây chính là cái nguồn lợi nhuận của công ty Avigo. Và nguồn lợi nhuận này công ty sẽ trích ra để chúng ta chia hoa hồng cho hệ thống. Thì cách chia là sao? Cách chia là như sau. Nếu mà công ty Avigo này
kiếm được 12,5 triệu euro lợi nhuận thì sẽ chia thành tổng cộng là 100%, thì 20% sẽ dùng cho các cái chi phí hoạt động của Afigo, 40% sẽ dùng quay lại để thưởng cho những cái người mà đã tạo ra cái cộng đồng này, những người đã xây dựng hệ thống, những người đã gửi cái đường link để giới thiệu đến những người khác vào trong cái mạng lưới này, và công ty sẽ dùng 40% để chi trả chuyện đó cho những người này hàng tháng luôn các anh chị nha, mỗi tháng là có thu nhập này một lần. Rồi 40% còn lại thì công ty sẽ chia, sẽ chia đây, ở đây sẽ chia giữa tất cả các thành viên Crowd One với tư cách là cái người đang nắm giữ cái quyền chủ sở hữu. Thì nãy Tuấn nói đó, nếu mà các anh chị tham gia một cái gói 99 euro thì chúng ta được công ty cấp lại chúng ta một cái quyền là gồm có 50 Crowd One Reward, là cái quyền chủ sở hữu của công ty Crowd One. Thì như vậy, dựa trên cái số lượng mà quyền chủ sở hữu này thì công ty sẽ chia 40% lợi nhuận cho chúng ta từ cái hoạt động kinh doanh của công ty, chứ không phải là lấy tiền của người sau trả cho người trước nha. Rồi, cái công ty thứ hai cũng là một công ty rất là tiềm năng và sẽ có cái thế mạnh rất là lớn vì đã sở hữu hàng chục triệu, sắp tới đây là hàng chục triệu cái thành viên, đó là công ty Mister. Thì công ty Mister này là công ty chuyên tiếp thị những cái mô hình là liên quan đến game, có nghĩa là đến trò chơi điện tử online, những cái mô hình game, rồi các cái hệ thống, hệ sinh thái liên quan đến game như là social gaming, có nghĩa là chơi ở trên mạng xã hội, rồi những cái giải đấu, thì chúng ta biết là những cái giải đấu game online á, là được truyền hình trực tiếp nè, rồi được đưa vào những cái môn thi đấu thể thao ở trong SEA Games, là cái đại hội thể thao Đông Nam Á đó các chị. Thì vừa rồi nếu các chị theo dõi SEA Games thì chúng ta biết là giải đấu mà liên quan đến game cũng được đưa vào trong các cái bộ môn thi đấu của đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games. Thì đó là Mister. Thì công ty Mister cũng tương tự như công ty Afigo, cũng sẽ có những nguồn thu nhập và chia cho hệ thống y chang như vậy, không khác gì hết. Thế bây giờ Tuấn sẽ giúp cho các anh chị tìm hiểu 5 cái nguồn thu nhập tại công ty Crowd One mà chúng ta có thể được hưởng. Khi mà chúng ta rồi, xin lỗi các anh chị một chút, Tuấn sẽ chỉnh. Rồi, để có anh chị nào vẽ trên này thì Tuấn sẽ xóa đi ha. Ok, rồi Tuấn tiếp tục. Tuấn xin lỗi các anh chị, vừa rồi chúng ta bị gián đoạn một chút. Ok, thì trong cái gói tiền thưởng này đó các anh chị, thì đầu tiên là cái gói nó mang tên là mang tên là Binary, có nghĩa là hoa hồng cân nhánh nhị phân. Thì công ty này đã tổ chức cái mô hình affiliate của mình bằng cách xây dựng một cái hệ thống có hai bên phát triển, một bên là trái, một bên là phải. Và khi mà chúng ta giới thiệu được một người mua gói giáo dục giống như chúng ta thì chúng ta sẽ được cân nhánh hai bên để chúng ta hưởng cái hoa hồng này. Nhưng chúng ta không được hưởng hoa hồng trực tiếp. Ví dụ như Tuấn giới thiệu ra một bạn tên là Tú, thì khi mà bạn Tú này vào gói giáo dục để mua ví dụ gói 99 euro thì Tuấn không được hưởng. Nhưng mà nếu mà có một cái bạn tên là Bình ở bên trái và bạn Tú thì bên phải, hai bạn này cùng mua gói thì lúc đó Tuấn sẽ được cân nhánh của hai bạn này. Thì tỷ lệ cân nhánh sẽ được Tuấn nói ở trong cái slide này. Thì ở công ty Crowd One sẽ có ba cái hình thức cân nhánh. Cân nhánh thứ nhất đó là tỷ lệ 1-1, nghĩa là nếu mà bên trái có một người, bên phải có một người, rồi bên trái có hai người, bên phải có hai người, bên trái có ba người, bên phải có ba người, thì đó là các hình thức cân nhánh là bên này 1 và bên này cũng là 1 nha. Rồi cái thứ hai đó là cân nhánh tỷ lệ 1-2. Thì công ty Crowd One cho phép chúng ta, nếu mà bên một cái chân của chúng ta, bên nhánh mạnh, chúng ta có hai thành viên thì bên này chỉ cần một người vào gói thôi, mua cái gói giáo dục thì chúng ta cũng được hưởng cả ba người đó, thì gọi là tỷ lệ 1-3. Và nếu mà có ba người vào
và bên này có một người, tổng cộng là bốn người, thì chúng ta cũng được hưởng toàn bộ tổng cộng bốn người này. Như vậy giả sử như là mỗi người vào một cái gói 99 euro thì nó tương đương với điểm số cân nhánh là 90, thì chúng ta có tỷ lệ 1:3 là bốn người. Thì chúng ta lấy bốn người này chúng ta nhân với lại 90 thì nó ra 360 điểm. Và 360 điểm này thì công ty sẽ chi 10%, có nghĩa là 36 euro. Chúng ta thấy nè, nếu mà chúng ta có một người bên này và ba người bên này thì nó cân hết cả bốn người này luôn và giúp cho chúng ta có một cái tiền thưởng nhị phân, đó là 36 euro ở đây. Rồi, cái thứ hai đó là hoa hồng thu nhập trên thu nhập. Thì giả sử như là chúng ta là một cái đại lý phân phối chẳng hạn như vậy, và chúng ta có một cái người đại lý ở bên dưới của chúng ta mà người ta làm ra cái thu nhập nào thì chúng ta cũng được hưởng thu nhập đó. Hay là nếu chúng ta là một cái người kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, nếu mà chúng ta tuyển được một cái đại lý ở trong đội nhóm của chúng ta mà cái người đó cũng bán được hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ được hưởng thu nhập của trên người đó. Thì công ty Grow One cũng tạo ra được một cái hệ phần thưởng như vậy. Thông qua cái việc này thì chúng ta thấy rằng công ty sẽ chi tối đa là 10% thu nhập trên mỗi tầng, và chúng ta có 5 cấp độ để chúng ta lãnh thưởng cái tiền thu nhập này. Như vậy chúng ta có tổng cộng là cấp 1 chúng ta được hưởng 10%, cấp 2 được hưởng 10% trên cấp 1 và trên cấp 2. Rồi tương tự như vậy đến cấp 5 thì chúng ta được hưởng tổng cộng là 5 cấp, mỗi cấp 10%. Cái hoa hồng thứ ba gọi là hoa hồng thu nhập thặng dư dài hạn. Thì đây chính là các cái bể tài chính mà công ty đã tạo ra. Lúc nãy chúng ta thấy ở trong mô hình phân phối lợi nhuận của công ty Afigo thì Grow One đã chia tổng cộng là 80% cho toàn bộ cái hệ thống. Trong đó 40% là chia cho những người mà họ đạt được các cái cấp độ khác nhau ở trong các cái bể tài chính. Bể tài chính này hiểu nôm na đó là những cái người nào mà đạt được các cái điểm cân nhánh cao ở trong hệ thống, thì mỗi một cái điểm cân nhánh như vậy ở một mức độ sẽ được có một cái tiêu chuẩn trở thành một cái chức danh. Thì như vậy Grow One hiện tại bây giờ đang có tổng cộng là 21 bể tài chính. Thì ở đây là chúng ta đang nói có 18 bể là bởi vì cái slide này nó cũ, công ty vừa mới cập nhật lại là tổng cộng là 21 bể tài chính. Như vậy công ty sẽ dùng toàn bộ 40% cái lợi nhuận đạt được từ hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty mới trả đều vào các bể tài chính đó. Như vậy thì những cái bể tài chính nào mà có đông người thì sẽ được hưởng ít tiền, còn bể tài chính nào mà có ít người thì được hưởng nhiều tiền. Như vậy nếu mà các anh chị trở thành những cái người mà ở những cấp lớn như là cấp 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 thì đây là những cái cấp mà được hưởng những cái mức lương rất là cao, được hưởng cái thu nhập thặng dư dài hạn rất là cao. Và cái này dài hạn là sao? Mỗi tháng là công ty chia một lần, và công ty chia đều hết tất cả trên cái bể này, cứ tháng nào cũng có hết cho đến khi công ty ngừng hoạt động thì thôi. Nhưng mà công ty này càng ngày càng phát triển thành viên thì cái giá trị của nó càng tăng, chứ làm sao mà ngừng hoạt động được. Thì giống như Facebook bây giờ chúng ta thấy không, là các công ty công nghệ như là Facebook, như là Google, như là YouTube, như là TikTok, thì các công ty này chỉ có phát triển lên thôi, không có phát triển xuống. Vì vậy cho nên là cái bể thu nhập dài hạn này nó sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập cố định cho chúng ta hàng tháng, và công ty sẽ tăng trưởng cái phần này lên khi mà các công ty con bán được nhiều sản phẩm hơn, các công ty con bán được nhiều quảng cáo hơn, các công ty con có nhiều lợi nhuận từ môi giới hơn. Thì đó là cái thu nhập tiếp theo. Rồi, còn một cái hoa hồng nữa để giúp cho các anh chị trong cái thời hạn là 14 ngày khi mà chúng ta mua gói giáo dục, mà nếu chúng ta giới thiệu được cái người khác cũng mua gói giống như chúng ta thì chúng ta được hưởng cái hoa hồng này. Và trong 14 ngày nếu chúng ta không hưởng cái này thì chúng ta sẽ bị mất. Cho nên đây gọi là hoa hồng sợ mất. Đó. Thì trong 14 ngày nếu chúng ta tuyển được 4 người mà cũng vào gói giáo dục và kinh doanh giống như chúng ta là 125 euro thì chúng ta gói 99 euro thì chúng ta được hưởng 125. Và khi mà chúng ta có 4 cái người được mua cái gói là 2.499 euro thì chúng ta được thưởng là 3.000 euro vào trong tài khoản của chúng ta. Và cái hoa hồng cuối cùng mà Tuấn chia sẻ trình bày với các anh chị đó chính là hoa hồng Streamline. Thì đây là một cái hoa hồng rất là đặc biệt, đó là công ty Grow One sẽ ghi nhận cái mã số của các anh chị khi mà các anh chị bắt đầu tham gia vào trong mạng lưới hệ thống. Và khi chúng ta được ghi nhận số thứ tự
thì những người mà đăng ký sau chúng ta ở trên toàn cầu, bất kể ở chỗ nào, thì đều được gọi là người xếp sau chúng ta. Chúng ta nhìn vào trong cái slide này, chúng ta sẽ thấy nè, là bạn sở hữu số người tham gia sau bạn, là những người xếp sau chúng ta, đăng ký sau chúng ta. Như vậy bây giờ đó, là những cái mã số của Tuấn là đang có khoảng gần 5 triệu người. Tại vì lúc mà Tuấn vào đó thì đang có hơn 1 triệu thành viên rồi, và bây giờ nó tổng cộng là hơn 6 triệu thành viên. Thì như vậy sẽ có khoảng gần 5 triệu thành viên là xếp sau Tuấn. Và người ta sẽ trả cái hoa hồng này không phải bằng tiền mặt, mà trả hoa hồng này bằng quyền chủ sở hữu. Thì mỗi một tuần như vậy đó, là hiện tại Tuấn lãnh được là 250 euro cái quyền chủ sở hữu. Như vậy giá của một quyền chủ sở hữu hiện tại đang là 2 euro. Như vậy Tuấn có 125 cái quyền chủ sở hữu đó một tuần. Và như vậy 4 tuần thì Tuấn có tổng cộng là 125 nhân với 4 là bằng khoảng 500 cổ phiếu, tương đương với lại 1.000 euro mỗi một tháng. Như vậy thu nhập này là thu nhập mà sẽ giúp cho chúng ta gia tăng được cái quyền chủ sở hữu. Nghĩa là sau này khi chúng ta tích lũy được một cái lượng rất là lớn, thì khi công ty lên sàn, chúng ta sẽ bán được với giá rất là cao. Và đây chính là cái thu nhập làm cho chúng ta có thể đổi đời, làm cho chúng ta có thể trở thành triệu phú chẳng hạn như vậy. Thì đây là được trả mỗi tuần nếu chúng ta phát triển hệ thống tốt. Và sắp tới thì công ty cũng sẽ phát hành một cái thẻ thanh toán toàn cầu. Công ty sẽ kết nối với lại UnionPay, là một cái đơn vị làm thẻ rất là uy tín ở trên toàn thế giới, giống như là Visa hay là giống như là công ty Master. Thì đây là các cái hệ thống thẻ giúp cho công ty Crowd One phát triển ở trên toàn cầu. Và những người tham gia vào hệ thống Crowd One cũng sẽ được phát hành cái thẻ này, để công ty sẽ trả cái tiền hoa hồng cho chúng ta vào trong cái thẻ. Và chúng ta có thể dùng cái thẻ đấy để chúng ta mua sắm, để chúng ta thanh toán online, để chúng ta rút được tiền từ các cái cây ATM, các cái máy rút tiền tự động ở trên toàn thế giới. Đấy. Rồi, đây chính là cái mẫu thẻ mà sắp tới đây công ty sẽ tung ra. Và những thành viên của Crowd One sẽ được phát hành cái thẻ này ở trên toàn cầu. Ngoài ra thì nếu mà các anh chị nghe Leader Phượng nói hồi nãy đó, thì chúng ta sẽ thấy là công ty và đội nhóm sẽ luôn luôn là đưa ra những cái chuyến tưởng thưởng dành cho những người phát triển hệ thống ở những cái cấp bậc khác nhau. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà chúng ta hướng tới ở trong cái thế giới này là chúng ta được chu du ở khắp mọi nơi. Mỗi khi chúng ta đến một cái vùng đất mới, mỗi khi chúng ta được trải nghiệm một cái dịch vụ mới, mỗi khi chúng ta được đặt chân đến một quốc gia mới, thì cái tầm nhìn của chúng ta, cái tư duy của chúng ta, cái kiến thức của chúng ta sẽ được rộng mở ra. Và cái cách mà chúng ta sống ở trên đời nó sẽ happy, nó hạnh phúc hơn. Cái cuộc sống chúng ta sẽ trở nên là năng lượng hơn, tốt đẹp hơn. Thì công ty đã tạo ra những cái chuyến tưởng thưởng du lịch biển đẳng cấp 7 sao. Thì như hồi nãy chị Phượng chỉ nói đó, là nếu mà chúng ta lên cấp độ director, thì đến hết tháng 8 này, công ty sẽ cho chúng ta một cái chuyến tưởng thưởng là du lịch ở 7 sao tại 4 cái quốc gia khác nhau. Thì đây là một cái chuyến hải trình, có nghĩa là hành trình ở trên biển, rất là độc đáo, thú vị. Và bây giờ chúng tôi thì cũng đang trên cái con đường là đạt được cái mục tiêu đó. Còn nếu mà các anh chị đạt cái vị trí manager ở trong cái đội nhóm MyCrowdOne, thì sẽ được những cái người mà thành công ở trong hệ thống này là tặng thưởng cho ông ta chuyến du lịch 5 sao. Và chúng tôi sẽ làm cái chuyện này mỗi tháng một lần anh chị. Thì cái đợt gần nhất vừa rồi đó, là chúng tôi đi khách sạn 5 sao ở Quảng Bình, và chúng tôi vào thăm trong cái động Thiên Đường, là một trong những cái kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Và ở trong động nó rất là tuyệt vời, chúng tôi tắm biển rất là mát, và chúng tôi được thưởng thức những cái món ăn rất là tuyệt vời ở Quảng Bình. Và đến ngày 26-27 tháng 8 tháng 6 này, thì chúng tôi sẽ đi 3 ngày 2 đêm ở khu resort 5 sao Grand Hồ Tràm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một cái quần thể du lịch resort và một cái nơi mà rất là xứng đáng để chúng ta đến đó, chúng ta nghỉ dưỡng, tắm biển, cũng như là có đầy đủ tất cả các dịch vụ trong đó để chúng ta tận hưởng cái cuộc sống này. Thì đấy chính là cái cấp độ tưởng thưởng nó rất là cao, để giúp cho chúng ta có thể đi đây đi đó, giúp ta chu du thế giới khắp nơi. Rồi như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là Crowd One có thể làm cho chúng ta cái việc gì
Thì tùy thuộc vào chúng ta làm cho công ty CloudOne này lan tỏa đến đâu. Thì như vậy với cái hệ thống tiếp thị thông minh, bằng cách là chúng tôi đã chuẩn bị hết tất cả các cái media, có nghĩa là những cái chương trình về YouTube, về kênh Facebook, về kênh Zalo, những cái Zoom như vậy. Thì các anh chị chỉ cần mời người vào trong trong những cái Zoom này để chúng tôi nói chuyện, chúng tôi trao đổi, chúng tôi tương tác cái cơ hội kinh doanh với họ. Đồng thời chúng ta chỉ cần gửi cái link của công ty đi, thì các anh chị vào trong công ty này chúng ta sẽ được tặng một cái website riêng để giúp cho chúng ta có thể lan tỏa cái CloudOne này đi khắp nơi. Và khi mà có người đăng ký với các anh chị thì chúng ta sẽ giúp họ khởi động để chúng ta tạo ra một cái hệ thống kinh doanh toàn cầu, cộng với lại cái người đó sẽ có được cái thu nhập ngay từ ngày đầu tiên. Thì đấy là những cái tương tác mà chúng ta có thể giúp cho tất cả các anh chị ở trong cái Zoom ngày hôm nay, cũng như những cái anh chị mà đã có cái thành công trước đó rồi thì họ cũng phát triển đội nhóm trên toàn thế giới rất là tốt. Rồi công ty cũng sẽ tổ chức ra các cái sự kiện quốc tế. Đây chính là những cái sự kiện mà quy mô hàng ngàn người, thậm chí hàng chục ngàn người. Thì trước khi dịch Covid diễn ra đó, thì công ty đã tổ chức những cái sự kiện ở Nam Phi, tổ chức ở sự kiện ở Philippines, quy tụ hàng ngàn người như là trên màn hình chúng ta thấy đó. Thì sao? Thì sẽ giúp cho hàng triệu người trên thế giới có thể thay đổi cuộc sống của họ, có thể nhìn thấy cái cơ hội kinh doanh mà 100% trên điện thoại di động, có thể cho họ một cái tiến trình để có thể làm lên một cái sự nghiệp lớn với cái thu nhập hàng tỷ đồng, nhưng chỉ bỏ ra có 99 euro tương đương với 2 triệu 6 đồng thôi. Như vậy thì khi mà các anh chị tham gia vào đây thì đây không phải là nền tảng đầu tư, cho nên là các anh chị hãy làm nó một cách rất là nhiệt tình, bởi vì cái số tiền chúng ta bỏ ra để được làm thành viên của công ty CloudOne này chỉ có 2 triệu 6 thôi, chứ không phải là vài chục triệu, vài trăm triệu, vài tỷ thì chúng ta mới có thể khởi động được. Thì các anh chị hãy liên hệ với cái người giới thiệu các anh chị vào Zoom này, để cái người đó sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm sao để chúng ta mua được cái gói giáo dục, làm sao để chúng ta bắt đầu hưởng các cái quyền lợi kinh doanh, làm sao để chúng ta có được những cái mạng lưới kinh doanh ở trên toàn cầu bằng cách chúng ta giới thiệu đường link. Và từ đó thì từ 2 triệu 6 chúng ta có thể làm nên rất là nhiều tiền, và chúng ta mang thu nhập từ những quốc gia khác về cho Việt Nam trong cái giai đoạn khó khăn này. Cái việc giáo dục này thì chúng ta đã nói rồi, thì khi chúng ta mua cái gói giáo dục của công ty thì công ty sẽ cho chúng ta truy cập vào những cái nền tảng để chúng ta có thể được coaching, có nghĩa là huấn luyện, rồi vào những cái webinar để chúng ta nghe những cái bài giảng, vào trong các cái workshop là những cái hội thảo miễn phí, rồi vào trong các cái chương trình đào tạo training, vào trong các cái video clip để chúng ta học được tư duy, kỹ năng, chiến lược kinh doanh, rồi mua bán bất động sản, rồi chúng ta có chiến lược đầu tư, chúng ta có kỹ năng thuyết trình, có kỹ năng làm việc đội nhóm, có kỹ năng marketing, có kỹ năng thương mại điện tử, có khả năng tiếp thị liên kết, vân vân. Những cái đó ở trong cái chương trình giáo dục của công ty thì công ty sẽ cung cấp cho chúng ta. Như vậy, bước kế tiếp đó là khi chúng ta nghe một cơ hội kinh doanh như vậy thì chúng ta sẽ sao? Sẽ bắt đầu tìm hiểu nó. Thì các cái thông tin chính thống từ công ty, các anh chị phải vào trong cái app đó, chúng ta tải cái app đó xuống, rồi chúng ta phải đăng ký một cái mã số thành viên, thì lúc đó chúng ta mới có thể trải nghiệm ở trong đó một cách đầy đủ. Và khi chúng ta mua một gói giáo dục thì chúng ta được đầy đủ tất cả các quyền để chúng ta truy cập vào rất là nhiều hệ thống ở trong đó để chúng ta tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào. Đồng thời là những anh chị mà mời các anh chị vào đây đó thì họ cũng mong muốn giúp cho các anh chị có một cái cơ hội để chúng ta có thể khởi nghiệp từ 2 triệu 6 Việt Nam đồng mà chúng ta làm nên một cái sự nghiệp to lớn ở trên toàn cầu. Rồi bây giờ chúng ta phải ra quyết định cho chính mình là cái cuộc sống của chúng ta có khó khăn không, rồi cái thu nhập của anh chị có thể cải thiện hay không, rồi những cái điều kiện sinh hoạt, những cái điều kiện kinh tế, văn hóa, những cái điều kiện về khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay như thế nào, đang rất là khó khăn và trải qua một cái mùa dịch rất là dài, thì ở trên thế giới vẫn còn đang là những cái đại dịch nó đang phát triển. Thì Việt Nam chúng ta đã chống dịch bước đầu thành công, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn trọng là bởi vì nền kinh tế đó là đang rất là khó khăn. Thì nếu có một cái kinh doanh như vậy, chúng ta phải quyết định nhanh cho mình, bởi vì tốc độ phát triển của CloudOne nó rất là lớn, và chúng ta cũng phải làm gì đó để thời gian nó không trôi đi một cách vô ích. Chúng ta phải tận dụng cơ hội nhanh để chúng ta có thể khởi động, bởi vì riêng cái hoa hồng Streamline mà chúng ta lãnh được mỗi tháng 1.000 euro, thì các chị tưởng tượng đó, trải qua 12 tháng là chúng ta có 12.000 euro rồi.
Nếu chúng ta vô sau người khác thì chắc chắn là cái hoa hồng Streamline nó không đạt đến số đó. Rồi, cái thứ ba là chúng ta phải đặt ra kế hoạch huấn luyện cho đội nhóm và nhà lãnh đạo. Đây là những cái chương trình mà chúng tôi tổ chức ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì đều có những cái người leader để mà họ đứng ra, họ đào tạo, họ huấn luyện, họ đưa ra các cái mục tiêu, họ đặt ra những cái chuyến tưởng thưởng, họ đưa ra các cái kế hoạch làm việc, họ theo sát, bám sát, giúp đỡ đội nhóm của mình để cho họ có thể trở nên thành công hơn. Rồi chúng ta phải thiết lập được một cái kế hoạch hành động chi tiết mỗi ngày. Mỗi ngày các chị ghi ra 5 cái điều mà chúng ta phải làm. Đặc biệt là đối với Crowd One này thì nó công việc nó rất là đơn giản, nó không có dễ các anh chị, nó khó lắm, khó thù lao nó mới cao, nhưng mà nó rất đơn giản, từng bước một các anh chị sẽ trải nghiệm được nó. Và ngay cả những người mà không biết gì về công nghệ thì công ty này đâu phải là công ty mà có quá khó về công nghệ đó, tất cả là có dịch sang tiếng Việt hết các anh chị đó. Nãy giờ tôi trình bày cho nên là cũng bằng tiếng Việt, các anh chị rất là dễ hiểu. Và vì vậy cho nên sao, những cái người khác ở trong đội nhóm của mình họ sẽ giúp mình và từ đó họ đạt được những thành công. Cuối cùng là chúng ta phải có một cái đánh giá kế hoạch, xem thử là cái mức chúng ta đạt được là như nào. Mỗi tháng chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu là chúng ta phải đi được một cái chuyến tưởng thưởng du lịch 5 sao của đội nhóm, và đến tháng 8, tháng 12 này chúng ta phải đi được cái chuyến du lịch 7 sao của công ty, và chúng ta phải đạt được các cái danh hiệu, chúng ta phải đạt được các cái mốc ở trong bể tài chính để chúng ta được chia nhiều hơn. Rồi chúng ta phải có được cái thu nhập. Thì công ty Crowd One đang trả cái thu nhập tối đa mỗi một tuần là 20.000 euro. Thì tôi cũng báo với các anh chị biết là ở Việt Nam có hàng trăm anh chị đã đạt được cái mốc thu nhập là 20.000 euro một tuần các anh chị. Thì đó là toàn bộ cái phần trình bày của tôi liên quan đến cơ hội kinh doanh của Crowd One. Thì tôi hy vọng là với một cái bề dày lịch sử của cái người sáng lập ra là ông Johan, đối với một công ty châu Âu rất là nổi tiếng ở trong cái lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, và với một cái mô hình trả thưởng cũng như là tiếp thị liên kết thông minh và hoàn toàn thực hiện ở trên online 100%, thì bằng cái thiết bị di động thì chúng ta có thể kết nối với nhau bằng cách là chúng ta gửi cái đường link đi trên toàn thế giới. Mong rằng với cái phần trình bày của Tuấn thì các anh chị sẽ nhận định được cái cơ hội đến với mình, và chúng ta hãy liên hệ với cái người giới thiệu mình vào Zoom này để nắm bắt được những cái thông tin chính xác hơn để chúng ta có thể quyết định nhanh hơn. Và bây giờ thì Tuấn sẽ gửi lại cái phần host, cái phần tiếp tục chương trình cho leader Ami Phượng, sẽ tiếp tục là giới thiệu với các anh chị một số cái gương thành công, các anh chị đã vào như thế nào, các anh chị đã tham dự, các anh chị đã làm, đã hành động, đã tạo thu nhập, và bây giờ cái cuộc đời của các anh chị đã thay đổi như thế nào. Thì Tuấn rất là cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo đội nhóm của My Crowd One và các anh chị làm các cái chương trình liên quan đến giới thiệu cơ hội kinh doanh này đã mời Tuấn để chia sẻ với các chị tối ngày hôm nay. Cảm ơn các chị đã